Cảm ơn các bạn đến với special đầu tiên của Ai Là Đội Nhất ngay tại tập đầu tiên của mùa 6 UEFA Champions League Edition. Như các bạn đã biết là trận chung kết của UEFA Champions League sẽ là trận chung kết giữa hai đấu thủ toàn Anh, đó là Manchester City và Chelsea. Và tôi, Faisal FC, tôi cũng rất hâm mộ cái đội Chelsea này. Tôi cũng sẽ mong là Chelsea cũng sẽ vô địch UEFA Champions League lần thứ 2 sau năm 2012 đấy. Nhưng mà hồi không làm vòng nữa. Và ngay trận đấu ngày hôm nay, chúng ta cũng chào đón sự xuất hiện của người chơi đầu tiên, đó là Vũ Hải. Em có thể giới thiệu một vài bản thân em được không? Từ đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào đến anh Đậu Nam cũng như tất cả các khán giả của chương trình Ai Là Đội Nhất UEFA Champions League Special. Với một fan bóng đá như em mà được tham gia một chương trình như này thì em phải gọi rất là phấn khích luôn. Tại vì em cũng là một fan của bóng đá và việc tham gia này thì khá phấn khích và có thể sẽ khiến em thoải mái hơn. Tại vì thực sự thời gian gần đây em trải qua hơi nhiều căng thẳng một chút. Nên hy vọng là sau chương trình tối nay em sẽ có được một chút được thư giãn. Vâng, hãy tưởng tượng Ai Là Đệ Nhất là một trận cầu bóng đá. Em sẽ đóng vai trò cầu thủ đối với 10 năm đội tuyển sẽ tham gia chương trình ngày hôm nay. 10 năm câu lạc bộ. Mức giải thưởng sẽ có tất cả 10 năm câu lạc bộ mà em sẽ phải đấu. Tức là 10 năm câu hỏi đấy. Em có 3 mốc quan trọng. Là mốc 5 có trị là 1.000 đồng Sofia The First. Mốc số 10 là 50.000 đồng Sofia The First. Mốc số 15 là 1 triệu đồng Sofia The First. Các mọi người biết vì sao không phải là 10 tỷ Sofia The First đâu, tôi đã đổi cho chị em chưa đồng vào đấy, và có nghĩa là 1 tỷ Sofia The First sẽ ngang bằng với 10 tỷ Sofia, à 1 triệu đồng Sofia The First sẽ ít về 1 tỷ, à 10 tỷ Sofia The First. Đấy. Và một điều rất phát hiện là toàn bộ nền có thay đổi và tất cả các quyền sở hữu nhìn rất là lạ, đúng không? Thế nên là anh sẽ giải thích theo kiểu bóng đá là em sẽ có 4 quyền sử dụng. Quyền đầu tiên là quyền rút hai thẻ đỏ còn loại hai cầu thủ ra khỏi trận đấu. Quyền gọi điện thoại cho cổ động viên, nhờ cổ động viên sử dụng. Và bắt đầu từ câu hỏi số 6 hay còn gọi là từ 6 ấy, thì em sẽ có thêm quyền nữa là quyền nhờ cổ vượt bóng đá. Em đã sẵn sàng chưa? Em đã sẵn sàng. Anh cùng bắt đầu trận cầu bóng đá lịch sử trong Ai Là Đệ Nhất UEFA Champions League. Câu hỏi đầu tiên đó là 50 đồng Sofia The First. Đất nước không thuộc lãnh thổ châu Âu nào dưới đây vẫn là thành viên của UEFA? Nhật Bản, Nam Phi, Canada hay là Israel? Chết rồi, sao câu đầu tiên nó này rồi? Đất nước không thuộc châu Âu vẫn thuộc UEFA. Em nghiêng nhất là về đáp án A. Và Nhật Bản cũng từng tham gia, nhưng mà em không chắc chắn lắm. Em xin được quyền hỏi một cổ động viên ạ. Vâng, bây giờ cổ động viên nào có thể trợ giúp cho người chơi? Xin mời một cổ động viên bóng đá bất kỳ hãy trợ giúp cho người chơi Hải Vũ để đánh bại. Ok, thì có thể nói là Nhật Bản là một đất nước thuộc châu Á, cho nên là Còn đáp án nào thì tùy thuộc vào bạn. Ok, mình xin hết. Ở đây hỏi là biết có đi không, nhưng mà anh nghĩ là em nếu em mà không chắc chắn thì em muốn có quyền sử dụng hai quyền sử dụng còn lại nếu không cảm thấy chắc chắn. Đem mết thật, vừa có đầu tiên đã náy rồi. Em nghĩ bây giờ mà dùng hai thẻ đỏ luôn thì hơi phí, tại em muốn gọi là giữ nên em sẽ dùng tiếp sự trợ giúp gọi điện thoại cho một cổ động viên. Vâng. Thôi, mặc kệ. Alo, chúng tôi cần liên lạc với một cổ động viên bất kỳ. Em khoan từ, cái quyền cộng 1 là sử dụng đến hết câu hỏi mà đúng không? Đúng, đến câu hỏi. Nhưng mà đã sử dụng mất cả quyền gọi điện thoại cho người thân rồi. Có nghĩa phải gọi cho một người khác đấy. Người khác có thể sử dụng cho người chơi Hải Vũ được không? Chúng tôi cần người chơi khác
À, chúng tôi cần khán giả khác. Alo. Vâng, Đức. Giờ em đã sẵn sàng sử dụng cho Hải Vũ chưa? À, vâng, tôi đã sẵn sàng. 30 giây, bắt đầu. Đất nước không thuộc lãnh thổ của châu Âu nào từ đây? Đất nước thành viên của UEFA, A, Nhật Bản, B, Nam Phi, C, Canada hay D, Israel? Câu này mình nghiêng về câu A nhất. Nhưng mà mình cũng không chắc lắm, cũng tầm 80-80%. Ok. Thế ai cũng bảo A đấy. Em có chút A không? Hay là em vẫn lại... Nhưng mà em làm sao? Em cũng để em lại nghĩ về một đáp án khác. Tại vì trong hai người mà em sơ suất thì chưa ai bảo là chắc chắn cả. Nên vẫn có rủi ro. Em có quyền 50-50 ấy. Không, em không dùng vâng như vậy. Em sẽ thử đi ngược, em chọn... Alo. Em chọn D, Israel là câu trả lời cuối cùng. Em thử đi ngược một lần xem có được không. Vâng, anh xin nói như này, hai người sở giúp là Nhật Bản. Và anh nói luôn, Nhật Bản là đáp án sai bởi vì đó là thuộc AFC rồi. Nam Phi là của một câu lạc bộ là CAF của liên đoàn CAF của châu Âu. Canada là ở nước Mỹ và Israel mới là chính xác. Lỗi đài hay sao á? Ngay tại trận đấu đầu tiên mà Hải Vũ đã xài mất hai quyền sở giúp rồi. Nhưng mà không sao, anh chúc em may mắn. Câu hỏi số 2. Sọc trắng và đen là màu áo đặc trưng của câu lạc bộ bóng đá nào? Câu hỏi có trị 100 đồng Sofia Juventus. Juventus, Real Madrid, Benfica hay là Bayern Munich? Câu này thì là em xin chọn luôn đó. Em là Juventus đúng không? Juventus. Vâng. Wow. Không phải là Real Madrid, Real Madrid là toàn trắng mất rồi bởi vì là chắc chắn là Juventus. Hải Vũ đã vượt qua được câu hỏi thứ hai có giá trị 100 đồng Sofia the First. Bây giờ câu hỏi có giá trị 250 đồng Sofia the First. Đội tuyển quốc gia nào có biệt danh câu lớp màu da cam? Thụy Điển hay là Ba Lan? Mai một câu hỏi nữa rất ta hãy đi đi với em. Cái này Hà Lan. Câu trả lời cùng của em đúng không? Đúng rồi ạ. Vâng. Chất trắng. Đây là đáp rất chính xác. Qua 3 câu hỏi đầu tiên là được 250 đồng Sofia the First. Và bây giờ sẽ là câu hỏi có chỉ 500 đồng Sofia the First. Chữ U trong tên viết tắt của liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA có nghĩa là gì? Union, Unison, United hay là Unification? Em nghĩ nhất là về Union. Thì em có học qua về tên của UEFA thì em nhớ không nhầm là Union, European Football. À thì không nhớ. Em chọn A là câu trả lời cùng. Vâng, tên là chắc chắn ý đường là một đã rất chính xác. Mặc dù Hải Vũ đã quăng đi hai quyền sở giúp nhưng mà vẫn vượt qua được 4 đối thủ đầu tiên. Bây giờ đối thủ số 5. Trên chiếc cúp của giải đấu UEFA Champions League có mấy tay cầm? 0, 2, 4 hay là 6? Vỗ tay vì đây là một câu hỏi rất dễ. B là câu trả lời của em. 2. Cúp rồi và B là đã rất chính xác. Vâng, cầu thủ Hải Vũ của chúng ta, một fan bóng đá trung thành của UEFA Champions League nhưng mà lại quăng đi hát về sự tốt đầu tiên. Không sao, em đã vượt qua được câu hỏi số 5. Và bắt đầu từ câu hỏi số 6, em sẽ có thêm một quyền sở giúp nữa, đó là quyền hỏi cố vấn bóng đá. Bây giờ là câu hỏi số 6 có giá trị 2.000 đồng Sofia the First. Bên cạnh nước Đức thì quốc gia nào cũng có giải đấu cao nhất trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp tên là Bundesliga? Phần Lan, Bulgaria, Áo hay là Cộng hòa Séc?
Con này khó hơn một chút. À... nếu mà cho con chó Đức ở đây thì chắc là dễ hơn nhiều. Em vẫn có quyền sử dụng quyền rút hai thẻ đỏ hoặc là quyền hỏi một cố vấn bóng đá. Em xin dùng sự trợ giúp hỏi cố vấn của hỏi một cố vấn bóng đá. Chúng tôi sẽ liên lạc với một cố vấn bóng đá của chương trình. Cho chúng tôi liên lạc với cố vấn bóng đá. Ai quyền làm cố vấn bóng đá được không? Alo. Vâng. Alo. Chào cố vấn bóng đá của chương trình. Hiện tại người chơi của chúng ta Hải Vũ đang gặp câu hỏi số 6 và vẫn đang bị băng khoăng không biết trả lời câu hỏi thế nào. Bây giờ hai người đã có bây giờ đã sẵn sàng để giúp cho người chơi chưa? Tôi đã sẵn sàng. 30 giây dành cho cả hai người bắt đầu. Bên cạnh nước Đức thì quốc gia nào có giải đấu khác nhất trong thi đấu chuyên nghiệp là Bundesliga? A. Phần Lan, B. Hungary, C. Áo hay D. Cộng hòa Séc? Thực ra thì với câu hỏi này thì kể cả bạn không biết gì bóng đá, bạn có thể biết rằng đáp án sẽ là C. Áo, bởi vì là hai nước này là cùng dùng một thứ tiếng gọi tiếng Đức và Bundesliga là từ tiếng Đức, cho nên là đáp án sẽ là C. Áo. Ok. Lần này thì vẫn bảo là chắc chắn nên là em sẽ tin tưởng luôn, em chọn C là câu trả lời cuối cùng. Và một điều rất dễ dàng, Đức và Áo cùng chung ngôn ngữ thì hiển nhiên là phải có Bundesliga, rất chính xác. Em đã vượt qua được 6 câu hỏi đầu tiên và được 2.000 đồng so với first. Và em vẫn còn quyền rút hai thẻ đỏ. Chúc em may mắn ở câu hỏi số 7. Lần đầu tiên một đội bóng của nước Đức tham gia vào một giải đấu cấp châu Âu là vào năm nào? 1984, 1988, 1992 hay 1996? Câu này khó hơn một chút. Khó rồi đây. Em vẫn sẽ chắc thì em vẫn còn quyền rút hai thẻ đỏ. Thôi thì em sẽ dùng nó sẽ trả giúp cuối cùng. Vâng. Chúng tôi sẽ yêu cầu máy tính đuổi hai cầu thủ ra khỏi sân. Như vậy làm hai cầu thủ mang số áo A và B đã bị loại, chỉ còn lại C 1992 và D 1996. Còn lại quyết định của Hải. Bây giờ không nghĩ một đề khó chứ. Em nghiêng nhiều hơn là 592. Thực sự con này khá là khoai. À, khó phết đấy. Em xin mạo hiểm đi, em chọn là C là câu trả lời cuối cùng. Câu hỏi này có mức giá trị nếu như quy đổi ra tiền số phen phất cũ là 50 triệu. Và xin mời máy tính hãy cho ra đáp án. Sai rồi, sai rồi. Con linh cảm là sai rồi. Vừa qua được 7 câu hỏi đầu tiên, em đã giành được 5.000 đồng Sophia the First. Và em đã dùng hết 4 quyền sử dụng rồi, nhưng mà em vẫn có thể dừng chơi nếu cảm thấy không an toàn. Chúc em may mắn. Và bây giờ là câu hỏi giá trị 10.000 đồng Sophia the First. Đội tuyển của quốc gia nào lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng loại UEFA Champions League ở mùa giải 2017-2018? Kosovo, San Marino, Grimbrianta hay là Moldova? Câu này em có từng nghe qua nhưng mà không nhớ lắm. Để
đây lại còn vòng loại chứ. Em đang tính đến phương án dựng cuộc chơi ở đây mất rồi. Đề này căng quá. Em nghĩ mình sẽ nên thử liều một lần nữa xem nào. Tại em nghĩ mình vẫn có khả năng. Em xin chọn đáp án cuối cùng của em là đáp án dừng cuộc chơi. Dừng cuộc chơi. Em có thể dừng cuộc chơi rồi đúng không? Vâng ạ. Vâng, và chúc mừng em đã quyết định dừng cuộc chơi đúng lúc. Và câu trả lời đúng ở đây là A, possible. Lôi thì ấn hơi nhanh quá. Vâng, xin lỗi. Đúng ra anh phải hỏi em là nếu như em chưa tiếp em chọn đáp án nào. Nhưng mà không sao cả. Em đã thi đấu rất xuất sắc ở trong chương trình. Cảm xúc khi nào khi em vượt qua được câu hỏi này? Thực sự thì em vẫn hơi tiếc tại vì thực sự em là một fan bóng đá nhưng mà không ngờ gặp phải một cái đề mà nó khoai khủng khiếp luôn. Hết 7 câu đã hết sự trợ giúp rồi thì thực sự em không biết là nói nào, quá là khoai. Nhưng mà được tham gia vào một cái chương trình mà một chủ đề em thích này cũng đã gọi là một, cho em gọi là những cái niềm vui nhỏ nhỏ sau những ngày căng thẳng. Vâng, anh chúc mừng em và em sẽ ra về với 5.000 đồng số fan rất tốt. Cảm ơn em đã qua chương trình và chúc em thành công may mắn trong cuộc sống. Trở lại chương trình, cách đây phút người chơi Hải Vũ của chúng ta do một trong một chút sai lầm khi chơi đã phải ra về đáng tiếc ở câu hỏi số 8. Tuy nhiên chúng ta còn chào đón một người chơi mới cũng là một fan của UEFA Champions League, cùng chào đón bạn Lã Minh Khánh đến từ Hà Nội. Mời bạn Lã Minh Khánh đến tham gia chương trình. Lần đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến tất cả mọi người cũng như tất cả mọi người đang theo có mặt theo, ở trong trường quay để theo dõi phần thi, và em đang rất là sự ủng hộ của tất cả mọi người ạ. Vâng. Cảm xúc khi nào khi được tham gia vào một cái special dành riêng cho fan của UEFA Champions League? Bản thân mình thì cũng không dám nghĩ tới cái chuyện đấy đâu, nhưng mà đây cũng là một sân chơi để thử sức, với cả mình cũng không kỳ vọng quá nhiều. Vâng. Cảm ơn Khánh rất nhiều. Và bây giờ Khánh cũng phải biết luật chơi đúng không? Chưa. Lâu nó quá rồi không động vào anh là đệ nhất, cũng quên mất đệ chơi luật chơi rồi. Là luật chơi có thay đổi là luật chơi này sẽ thay đổi dễ chịu hơn một tí. Tất cả 15 câu hỏi cho tất cả người chơi tham gia có 3 mốc rất quan trọng mà Khánh cần phải vượt qua, đó là mốc 5, 10 và 15. Với mốc giải thưởng cao nhất là 1 triệu đồng Sofia The First theo đơn vị mới. Khánh sẽ có 3 quyền sử dụng đầu tiên, đó là quyền 50-50 với điện thoại cho người thân, nhờ một cổ động viên bóng đá bất kỳ sở hữu trong Khánh. Bắt đầu từ câu hỏi số 6 thì Khánh sẽ có thêm quyền sử dụng thứ tư, đó là quyền hỏi một cổ vật bóng đá. Bây giờ Khánh đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Và lượt này sẽ khác, sẽ không giới hạn thời gian là tất cả 15 câu hỏi. Và chúng ta bắt đầu đi tìm ai là đệ nhất. Tôi pha xin được thích special. Xin mời Khánh đến với câu hỏi đầu tiên. Mỗi bảng đấu của vòng bảng UEFA Champions League gồm bao nhiêu đội? 4, 10, 16 hay là 24?
A, chắc chắn là A luôn. Đó, chắc chắn phải nghe rồi, phải là chính xác. Đại Khánh đã trả lời đúng một câu hỏi đầu tiên, và bây giờ câu hỏi số 2. Olympiakos và Panathinaikos là những câu lạc bộ bóng đá chơi tại giải vô địch của quốc gia nào? Phần Lan, Áo, Hy Lạp hay là Ba Lan? Olympiakos năm ngoái thì còn chơi ở Europa League và đánh bại được Arsenal, năm nay thì cũng chút mặt trước Arsenal, cho nên đội bóng này cũng không quá lạ, cho nên đáp án là C, Hy Lạp. Vâng, chắc chắn là biết rồi đúng không? Hoặc là chính xác. Vâng, chúng ta đến với câu hỏi số 3. Đâu là tên một giải đấu thuộc hệ thống thi đấu bóng đá chuyên nghiệp tại Pháp? Serie A, La Liga, Ligue 1 hay là Premier League? Thôi, câu này thì quá dễ, nếu sai nữa thì chịu. Câu trả lời là C, hay còn được gọi là Ligue Paris Saint-Germain. 8 năm liên tiếp Paris Saint-Germain toàn vô địch mà. Và câu này dễ rồi đúng không? Rất chính xác. Hết trả đúng 3 câu hỏi đầu tiên, bao giờ câu hỏi số 4. Sân nhà của câu lạc bộ Lazio hiện được đặt tại thành phố nào? Rome, Prague, Berlin hay là Paris? Đáp án là A, Rome. Nghe nhiều là Derby Rome giữa cả AS Roma với cả Lazio rồi, chắc chắn chỉ có A, Rome. Vâng, đúng là sàn bóng đá có khác, rất chính xác. Bây giờ câu hỏi số 5, mốc quan trọng đầu tiên. Chẳng ra của châu Âu nào là chủ tịch của câu lạc bộ AC Milan? Thì lỗi bởi vì là lỗi không Angela Merkel, Vladimir Putin, Nicolas Sarkozy hay là Silvio Berlusconi? Đáp án chắc chắn phải là D, ông là chính trị gia người Ý, và ông Silvio Berlusconi cũng gắn liền với giai đoạn hoàng kim của AC Milan trong giai đoạn cuối thập niên 1990 và đầu thập niên 2000. D. Vâng. Và D một đáp án rất chính xác, chúc mừng. Chúng ta trả đúng được 5 câu hỏi đầu tiên và được 1.000 đồng Sofia the First. Mà hỏi Khánh này, Khánh có nghe thấy cái tính nhạc của chương trình không? Có. À có không? Vâng. Cảm ơn vì những đồng... Cảm ơn vì đã đóng góp. Khi đây, Khánh đã vừa còn 5 câu hỏi đầu tiên và được 1.000 đồng Sofia the First. Đó sẽ là 2.000 nếu như mà Khánh vượt qua được hỏi số 6. Và hiển nhiên, bắt đầu từ hỏi này, Khánh sẽ có thêm một quyền sở hữu thứ tư là quyền hỏi một cuộc vận bóng đá. Câu số 6. Sân vận động Sevilla là nơi diễn ra trận chung kết của giải đấu nào dưới đây trong năm 2016? Euro 2016, Cúp C1 hay là Champions League ấy? Cúp C3 hay là siêu cúp châu Âu? Chắc chắn phải loại phương án là Euro 2016 rồi, tại vì Euro 2016 thì tổ chức ở Stade de France. Hai là cúp C1 thì loại ra bởi vì là có tổ chức năm ấy tổ chức ở San Siro, còn phân vân giữa cả C với D. Nếu không chắc chắn, Khánh vẫn còn 4 quyền trợ giúp. Áp dụng quyền trợ giúp màu đỏ. Tức là giúp hai kẻ đỏ đuổi hai đáp án ra khỏi sân và hai đáp án nào sẽ bị loại khỏi sân. Xin mời. Còn lại cúp C1 và cúp C3. C, cúp C3. Cúp C1 đúng không Khánh? Yes, cúp C1 năm 2016 là tổ chức ở San Siro, nước Ý, và năm đó bọn năm ấy là Real Madrid. Và vâng, thật kịp thời khi Khánh đã sử dụng hai thẻ đỏ khá là chính xác. Hiện tại Khánh của chúng ta đã vượt qua được câu hỏi số 6 và được 2.000 đồng Sofia the First. Vẫn còn 3 quyền trợ giúp. Chúc Khánh may mắn. Bây giờ là câu hỏi số 7. Madebus, nhà vô địch mùa giải European Cup năm 1974, là đội bóng thuộc quốc gia cũ nào? Nam Tư, Tiệp Khắc, Tây Đức hay là Liên Xô? Madebus thì chưa nghe bao giờ luôn.
Còn do xin quyền trợ giúp là có cái hình logo Champions League. Hình logo Champions League. Đó là quyền hỏi một cổ vật bóng đá. Sau chúng tôi liên lạc với cố vấn bóng đá của chương trình. Alo. Alo. Có phải Thắng không? Alo tôi. Đúng rồi tôi. Vâng. Hiện tại người chơi của chúng ta, bạn Lã Minh Khánh, hiện tại đang nhờ sự giúp đỡ của cố vấn bóng đá. Bây giờ đã sẵn sàng để giúp cho người chơi chưa? Thắng. Và tôi không nói nhiều, bây giờ hai người có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây, bắt đầu. Sao? Mà The Bird là nhà vô địch mùa giải Euro ca cũ anh năm 1974 thuộc đội bóng quốc gia cũ nào? A. Nam Tư, B. Tiệp Khắc, C. Tây Đức, Liên Xô. Dù đội bóng này tan rã nhưng mà Matebook hiện tại rất là tên một thành đáp án đây sẽ là C. Tây Đức. Cảm ơn Thắng. Đáp án của câu hỏi này là C. Tây Đức. Cố vấn bóng đá sử dụng cho Khánh là Tây Đức. Và bây giờ mới đáp án của chương trình. Là C. Chúc mừng. Ồ, có vẻ như là xin lỗi. Nhưng mà vừa rồi chỉ ấn một cái nút, nhưng mà thôi không sao. Tí nữa thì sẽ phải hỏi những cái. Thực ra thì Khánh vẫn còn quyền gọi điện thoại cho người thân và quyền hỏi một cố vấn bóng đá. Hiện tại Khánh đã vượt qua được 7 câu hỏi và được 5.000 đồng Sofia The First. Bây giờ là câu hỏi số 8. Ở mùa giải 1960-1961, đội bóng nào đã phá vỡ chuỗi 5 lần vô địch liên tiếp European Cup của Real Madrid? AC Milan, Benfica, Barcelona hay là Eintracht Frankfurt? Ở câu này đúng ra nhất, Barcelona là người loại thẳng Real Madrid ra khỏi vòng đấu. Nhưng mà thực chất Barca đã phải nhà vô địch cho nên đáp án. Và nhớ rằng năm này chính là năm của Benfica, cho nên đáp án suy ra là Benfica. Đáp án là Benfica. Barcelona chỉ loại được Real Madrid ra khỏi vòng giải đấu này tại vì thể thức của nó hồi đấy khác riêng biệt hoàn toàn so với thể thức ngày nay. Nhưng mà đừng đáng tiếc, Barca còn vô địch năm đấy cho nên đáp án là Benfica. Bác sát chỉ đã quân. Đúng là Benfica, xin chúc mừng. Hiện tại Khánh đã vượt qua được câu hỏi số 8 và được 10.000 đồng Sofia The First. Vẫn còn hai quyền sử dụng là gọi điện thoại cho người thân và hỏi một cổ vận động viên bất kỳ. Câu số 9 có giá trị 25.000. Đội bóng nào dưới đây là đội Thụy Điển duy nhất tính tới nay trong lịch sử Champions League vượt qua vòng đấu loại? IFK Göteborg, Djurgården IF, AIK hay là Malmö FF? Từ đá, câu D này quen đấy nhờ. Thôi thì cũng liều một lần ấy nhờ. Nhớ rằng Mao FF hình như là cũng có vào đến vòng bảng Champions League. D. Chắc chắn. Không thay đổi luôn. Mao FF. Nhớ là năm nào cũng có một vài năm cũng đã bóc mặt vào vòng bảng Champions League. Đã liều thì liều một lần thì chả tiếc nuối gì lắm. Đó là suy nghĩ của Khánh. Nhưng mà chính tôi MC cũng chưa biết là đúng là gì. Máy tính. Hey, xin mừng. Đã bảo rồi, nó một vài năm là máu mau FF lên trên ra luôn rực gọn nhưng bạn ở trong vòng bảng không được click nên là chắc chắn là nhớ. Và hiện tại Lã Minh Khánh đã vượt qua được câu hỏi số 9 và được 25.000 Sofia The First. Vẫn còn hai quyền sử dụng và chúc Khánh may mắn. Câu số 10. Thủ môn Jens Nesman đã ghi danh vào lịch sử Champions League là cầu thủ đầu tiên từng làm gì? Phản lưới nhà, chơi bóng khi đeo kính cận,
đấm trọng tài và nhận một chiếc thẻ đỏ. Còn lại là quyết định của Khánh. D. Charles Ma từng ghi danh lừa lịch Champions League. Nhớ là một cầu thủ đầu tiên từng nhận một chiếc thẻ đỏ trong trận chung kết năm 2006 và là nhớ là cầu thủ. Và lúc đấy là thì như là Arsenal có phải chám một người khác vào đấy. Cuối cùng là Arsenal không chịu được chống đỡ của Barca và thua ngược 2-1. Kinh, đó là một trí nhớ sâu rộng. Và bao giờ chính xác? Vượt qua được 10 câu hỏi đầu tiên, Khánh đã giành được 50.000 Sofia First. Hiện giờ như Khánh đã nhìn thấy là Khánh đã vượt qua được 10 trên 15 câu hỏi và vẫn còn 2 quyền trợ giúp là gọi điện thoại cho người thân và hỏi cổ động viên. Chúc Khánh may mắn có câu hỏi giá trị 75.000 Sofia First, đồng Sofia First. Câu hỏi số 11. Sân vận động nào đang nắm giữ kỷ lục là nơi diễn ra nhiều trận chung kết UEFA Champions League nhất? Stadio Olimpico, Wembley, San Siro hay là Santiago Bernabeu? Ôi cái này thì vẫn còn hai quyền trợ giúp. Chọn xem nào, chọn quyền trợ giúp và vẫn còn gọi gọi gì hả? Chọn hai quyền trợ giúp, một hai quyền trợ giúp chứ giờ nào? Thế chọn người này là chọn quyền trợ giúp là chọn quyền trợ giúp, gọi điện thoại cho người thân. Gọi điện cho người thân. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với người thân của La Minh Khánh. Em này. Alo. Alo, chào Đức. Bây giờ Đức đã sẵn sàng chuẩn bị sử dụng cho bạn La Minh Khánh được chưa? Hiểu chắc nữa nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức. Hai người sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Sân vận động đang nắm giữ kỷ lục nơi diễn ra nhiều trận chung kết UEFA Champions League nhất. A. Stadio Olimpico, B. Wembley, C. San Siro, D. Santiago Bernabeu. Giờ mình thì đang phân vân giữa đáp án B với C, Wembley với lại San Siro. Nhưng mà nếu như mà cho mình chọn thì mình sẽ chọn B là Wembley. Nhưng mà mình cũng không chắc lắm nha. Được. Mình suy nghe theo với cả bạn trợ giúp vừa nãy, mình sẽ chọn là B, Wembley. Mặc dù mình không chắc chắn cho lắm. Thì như thế là nghe thì như là Wembley là cái sân của Manchester United. À không phải Manchester. Không phải, sân Wembley là sân của đội tuyển Anh của Man United, là sân nhà là sân nhà mà Old Trafford mà, Old Trafford. Rồi. Xin lỗi, thì hẳn cũng sợ về nhiều kiến thức. Và Khánh đã giành được tổng xét 75.000 đồng Sofia The First. Biết không phải đúng, chúc mừng. Như đã giải thích, Khánh đã giành được 75.000 đồng Sofia The First. Vượt qua câu hỏi số 12, Khánh sẽ được 150.000 đồng Sofia The First. Chúc Khánh may mắn. Đây là cơ hội để giành được tấm set thứ 3. Câu hỏi số 12. Cầu thủ nào dưới đây là cầu thủ sinh năm 2000 đầu tiên được chơi trong một trận đấu tại Champions League? Moiskin, Kylian Mbappe, Jadon Sancho hay là Marcus Rashford? B, Kylian Mbappe lần đầu tiên được ra sân ở AS Monaco kỷ niệm là mùa 2016-2017 ở dưới trời AS Monaco và vào tới bán kết. Moiskin là Juventus 2018-19, Jadon Sancho là Dortmund là 18 cũng là 17-18 gì đấy.
Còn Marcus Rashford. Còn Marcus Rashford. À đâu, từ đá có được quyền thay đổi. Vẫn được quyền thay đổi, vẫn chưa ăn đâu, cứ suy nghĩ đã. À, không được vội. Ở đây không giới hạn thời gian đâu. Từ đá D bây giờ đang có thân B với D, từ từ để nghĩ. Thực ra là vẫn chưa. Ngoài kim với cả cho chân, cho chân loại rồi, cho chân loại. B, Kylian Mbappé, Marcus Rashford nhớ ra rồi, cái mùa mà được chơi đấy. MU còn chưa được, không được chơi ở Champions League. B, Kylian Mbappé, chốt đáp án. Có, vẫn còn phải sự giúp. Sao không dùng? À, tại vì nếu đã chắc chắn rồi, với cả cũng đã lên câu hỏi này rồi thì không có gì, cũng không gì bất ngờ, cũng không có gì cố tiếc lắm, nên chắc chắn chốt đáp án là B, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Ta đang biết đây là một trong những trận chiến. Nếu không biết được thì chúng ta cùng xem đáp án sẽ như thế nào. Sẽ sau ít phút nữa. Nhìn sau ít phút nữa. Quay trở lại chương trình A đệ nhất. Phút người chơi năm đến khách ta đã trả lời là B, Kylian Mbappé. Cho câu hỏi là cầu thủ nào dưới đây là cầu thủ sinh năm 2000 đầu tiên được chơi xong một trận đấu tại Champions League. Và thông tin và cái set 75.000 Sofia the First này sẽ được xé bởi vì là đang cao tổng số đã dùng. Và thông tin về Kylian Mbappé là cầu thủ sinh năm 1988. Khi lại các bước sinh ngày 20 tháng 12 năm 1998. Mới chỉ có 22. Hiện tại là mới chỉ có 22 tuổi thôi. Chết nhầm, moi xin. Ở đây đang hỏi là ngày sinh ra chứ không phải là hỏi về những cái gì cả. Nhưng mà chúc mừng bạn Minh Khánh. Đằng nào thì chỉ bị mất đi có tầm khoảng 25.000 đồng Sofia the First rồi. Cảm xúc khi nào khi giành được số tiền này? Cũng sẽ bình thường là vì đối với mình số tiền này cũng chỉ là động lực để có thể đi tìm thông tin rất là cao rồi, và rất là khi để cho tiếp tục để rất là khi chuẩn bị cho những tháng ngày tập được để xem trận đấu Euro. Và cảm ơn Lã Minh Khánh rất nhiều. Chúc mừng Lã Minh Khánh đại thưởng 50.000 đồng cho kèm được thôi. Đâu rồi Khánh? Ông Khánh rất mừng. Khánh thành công và may mắn của cuộc sống. Mọi người các bạn, với hai tập ghi âm vừa rồi, hãy tiếp nhận phần đề tắt của Lã Minh Khánh. Việt Nam ơi, Việt Nam hỡi.